30 tổ chức. Tôi xin gửi lời quý vị lời chào kính trọng và lời chúc đầu xuân. Chúc quý công ty năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, không ngừng phát triển. Tôi chúc quý doanh nghiệp hoàn thành được mục tiêu sứ mạng. Chúc quý vị đại biểu, chúc các bạn có mặt hôm nay an tâm trong cuộc sống, giữ gìn sức khỏe của mình. Hôm nay trong không khí xuân chúng ta vẫn còn tháng riêng, tôi xin gửi lời chúc thành công, chúc thịnh vượng, chúc sức khỏe và chúc an yên tới tất cả những khách mời có mặt ngày hôm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới, em xin gửi lời chúc đến tất cả các anh chị, chúc cho anh chị cùng với doanh nghiệp một năm mới thật là nhiều thắng lợi, công việc hành tâu và phát triển như ý ạ. Hơn nữa để kết nối cộng đồng doanh nghiệp.